6 năm theo học trường cấp 2 cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên từ năm 1957 đến năm 1963. Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày nào lưu lại trong phòng truyền thống của nhà trường là hai tấm ảnh cũ, một tấm với vóc dáng thư sinh, một tấm khác chụp chung với hai người bạn là Ngô Bá Dục, Hoàng Văn Tài. Sổ đăng bộ của nhà trường vẫn còn lưu bút tích của học trò Nguyễn Phú Trọng nhận học bạ vào ngày 14 tháng 9 năm 1963 nhận bằng tốt nghiệp ngày 19 tháng 11 năm 1963 cùng hai chữ ký. Trong 6 năm học đó, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có tên trong các cuộc thi học sinh giỏi của thành phố, đặc biệt là môn văn. Khi đang học lớp 10, tổng bí thư đã làm cho các bạn ngạc nhiên với bài thuyết trình dài trong các buổi ngoại khóa về một đề tài xã hội mà ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ít ai quan tâm đó là thân phận của người nông dân trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Bỉ vỏ của Nguyên Hồng, thân phận của người phụ nữ trong thơ của Tố Hữu. Cùng với đó là ba bài thơ do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng tác và chép tay lại: Nhớ trường, tháng 11 năm 1963, Mùa hoa phượng, tháng 5 năm 1963, Năm cuối cùng của đời học phổ thông, tháng 9 năm 1962. Ba bài thơ đều được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng tác vào năm cuối cấp lớp 10, viết trên giấy không kẻ ô nhưng vẫn thẳng tắp, nét chữ đều tăm tắp. Bài thơ năm cuối cùng của đời học phổ thông có đoạn: Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu, tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều nay đã trở nên người anh cả, cuộc đời vui bay bổng cánh diều. Ừ đúng rồi, nay đã là anh cả, năm cuối cùng của đời học phổ thông. Rồi mai đây trên muôn phương khắp ngả, tổ quốc chờ ta rộn rã sắc hồng. Trong ba bài thơ được sáng tác hơn 60 năm về trước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có câu thơ về tình yêu tha thiết với thầy cô bè bạn trường Nguyễn Gia Thiều. Cũng trong ba bài thơ ấy, cậu học trò bay bổng ngày nào như bao người trẻ khác, mang nặng tâm tư và hoài bão, muốn được sống một cuộc đời không tẻ nhạt, không sống hoài, sống phí. Làm gì đây, cho đời thêm ý nghĩa, năm cuối cùng của đời học phổ thông, hay cứ để cuộc đời trôi lặng lẽ, theo thời gian tẻ ngắt, lạnh lùng. Bài thơ Năm cuối cùng của đời học phổ thông, Tổng Bí thư viết vào tháng 9 năm 1962, nhân đầu năm học mới 1962-1963 đã được kết bằng bốn câu thơ như thế. Và rồi, mang hoài bão tuổi 18, 19 ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bước tiếp, đã đi rất xa, đã trở thành nhà lãnh đạo lỗi lạc của đất nước. Và sau hơn 60 mùa hoa phượng nở, trái tim lớn của đất nước vừa ngừng đập trong nỗi tiếc thương của muôn triệu nhân dân. Trải qua nhiều bậc học cao hơn, giữ trọng trách tại nhiều vị trí quan trọng của thủ đô, quốc hội, đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một vị lãnh đạo có nhân cách lớn, sẵn sàng đương đầu với những thách thức, gánh vác trọng trách giữ gìn sự trong sáng của đảng, sự trường tồn của chế độ đất nước. Sau khi Tổng Bí Thư từ trần, những ngày này, lá cờ trong sân trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều đã được thêm giải băng đen trở thành cờ rủ. Trong trí nhớ của các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí Thư xuất hiện với hình ảnh thật giản dị, phong cách gần gũi, không hề nhìn thấy sự quan cách của một vị lãnh đạo cấp cao. Cách xưng em gọi thầy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với thầy giáo chủ nhiệm cũ cũng khiến nhiều người từ ngỡ ngàng đến cảm phục. Trong câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên lòng biết ơn và trân trọng những thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ, giáo dục, góp phần hình thành nên nhân cách của ông cùng những tình cảm thân thiết với ngôi trường mang tên danh nhân Nguyễn Gia Thiều. Thầy giáo Đỗ Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều không giấu được niềm xúc động, nói: "Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Từ Trần, cá nhân tôi rất buồn và hụt hẫng, cảm giác như mất đi một người thân trong gia đình." Đó cũng là cảm xúc chung của tập thể cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường, bởi tất cả đều dành cho bác trọng một tình cảm rất sâu sắc. Thầy khoa kể tiếp, lúc ấy nhà trường mời bác về dự, bác nhận lời, nhưng nhà trường cũng không dám nghĩ 100% bác sẽ đến, nhưng tới ngày kỷ niệm Bác đã có mặt. Về gặp các giáo viên, bác vẫn gọi các giáo viên trong trường là thầy cô và xưng mình là em. Bác nói, hãy giới thiệu bác là một cựu học sinh. Tại lễ kỷ niệm, bác đã có một bài phát biểu với tư cách là cựu học sinh. Không chỉ có các cán bộ quản lý mà ngay cả những nhân viên của trường cũng có kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Ngô Văn Đường, 59 tuổi, tổ trưởng tổ văn phòng cho biết Suốt hơn 30 năm công tác tại trường, ông đã nhiều lần được vinh dự gặp gỡ Tổng Bí thư. Ông Ngô Văn Đường kể lại, ngay cả khi là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhưng mỗi khi về trường, Tổng Bí thư đều dừng xe ở ngoài đường và đi bộ qua cổng để vào bên trong. Ông xúc động nói: "Tôi và gia đình thường xuyên theo dõi tình hình của bác trọng. Mẹ tôi đọc báo, biết tin bác mất đã xúc động mà bật khóc. Tiếc, tiếc một người tài như thế, không phải tôi mà nhiều người thấy vậy." cảm thấy đột ngột mất đi một người tài, gần dân, nhiệt huyết. Những ngày sau khi người lãnh đạo đứng đầu đảng, nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ đường to đến khắp các ngõ nhỏ của làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đều đông người ra vào quét dọn. Nhưng không khí trầm buồn, hễ có phóng viên hỏi đến tên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người làng lại rừng rừng nước mắt. Dù bận rộn, nhưng từ các cụ cao niên đến thanh niên trẻ, ai cũng bỏ bớt việc nhà, dọn dẹp làng xóm sạch sẽ để đón Tổng Bí Thư về với quê hương. Với những người bạn từ thuở thiếu thời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một Tổng Bí Thư mẫu mực mà còn là một người bạn học vô cùng gần gũi, trân quý. Làng có việc lớn, lại là việc buồn. Ông Tạ sinh kế, sinh năm 1942, từ sớm đã gia đình làng thắp hương. Là người làng, nhưng cũng là bạn học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuở nhỏ. Ông kế mắt đỏ hoe nói, dù biết sức của anh Trọng đã kém đi, nhưng khi biết tin anh mất, tôi cũng như nhiều người bạn, người dân quê hương đều rất đau xót. Nghe tin anh trên TV, cả hai vợ chồng tôi đều ngồi khóc. Biết rằng sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh, nhưng anh đã làm việc, lo cho nhân dân đến từng hơi thở cuối cùng. Cuộc chiến chống tham nhũng của anh khiến người dân càng thêm tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ngồi giữa sân đình làng Lại Đà, ông kế kể, ở giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chưa có trường lớp, sân đình chính là lớp học cho trẻ trong làng. Ông học cùng Tổng Bí Thư từ lớp 1 đến lớp 3, nhưng vẫn nhớ nhau mãi. Ấy là thời bao cấp, chủ yếu phải ăn độn sắn, khoai, ngô. Ông nói, thời đó nhà anh Trọng cũng rất nghèo, nhưng khi đi học, chúng tôi thương nhau lắm, nhường nhau từng miếng ăn. Từ thuở nhỏ, anh trọng đã là người hiền lành mẫu mực khiêm tốn nên ai cũng quý khi lớn lên trưởng thành anh ấy trở thành người của nhân dân và sống mãi trong lòng nhân dân tôi vẫn nhớ khi còn khỏe về thăm nhà anh trọng vẫn nói nguyện vọng sau này được về với quê hương nhưng dặn dò không được dành đất của dân để xây lăng mộ anh ấy vô sản rất mẫu mực thanh liêm sống cả đời giản dị trước đây dù là lãnh đạo cấp cao nhưng ngôi nhà anh ấy ở quê vẫn chỉ là nhà cấp 4, đơn sơ, thậm chí xuống cấp. Mãi mấy năm gần đây mới tu sửa lại để làm nhà thờ, nhưng cũng rất đơn giản. So ra còn đơn giản hơn nhiều nhà thờ khác trong làng, trong xã. Ông kế kể. Ông kế kể tiếp, dù khi còn nhỏ hay khi ở cương vị của người đứng đầu lãnh đạo đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn giản dị, gần gũi như thế. Mỗi lần về làng, anh trọng thường chỉ đi xe đến đầu làng rồi tự đi bộ vào. Đi vào làng gặp ai anh cũng chào rất niềm nở. Là tổng bí thư, người đứng đầu đảng, nhà nước, nhưng khi về đến quê hương, chúng tôi lại chỉ thấy hình ảnh của một anh trọng, người con làng Lại Đà năm xưa vẫn chân chất, giản dị và gần gũi như bao người con xa quê khác về làng. Là bạn thân học cùng tổng bí thư Nguyễn Phú trọng từ cấp 1 đến hết cấp 3, ông Ngô Bá Dục, 82 tuổi, ở làng Lại Đà Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, rớm nước mắt kể: "Xưa ở làng có ba anh em học chung với nhau lên tận cấp 3. Nay anh trọng mất, một anh nữa cũng đang nằm viện. Nghe tin anh mất, tôi đau đớn, nhưng đây cũng là quy luật không thể tránh khỏi. Học cùng với nhau từ cấp 1 lên cấp 3. Sau này khi lên đại học, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo học trường Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn ông Dục theo học ngành sư phạm" dù hướng đi khác nhau nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Nhớ lại những năm tháng học xa nhà ở trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội, ông dục lại bồi hồi như được trở về những năm tháng tuổi trẻ. Ông nói, khi ấy anh em tôi thuê cho ở nhà dân để ở rồi đi học. Ngày đó gia đình khó khăn, mỗi tháng chỉ cho 15 đấu gạo, còn lại tiền tiêu phải tự lo. Anh em tôi vẫn thường học buổi sáng, buổi chiều xong lại vào khu công nghiệp Đức Giang dạy bổ túc cho công nhân để kiếm thêm tiền tôi và anh trọng mỗi người dạy một lớp mỗi buổi cũng chỉ kiếm được bảy hào có những ngày chúng tôi phải bơi ra mãi sông hồng vớt củi về phơi khô để đun nấu ở tuổi ngoài bát tuần nhưng ông dục vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bạn nguyễn phú trọng ngày ấy vì khó khăn nên đi học vẫn thường mặc quần cá rô đớp gấu sờn rách hết ống dù khó khăn là thế nhưng vẫn luôn nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình. Sau này khi giữ các chức vụ quan trọng, nhưng trong các buổi gặp mặt, họp lớp hay chia tay thầy cô, anh Trọng đều có mặt. Năm 2000, mẹ tôi mất, Tổng Bí Thư cũng về tận nơi thăm viếng, chia buồn cùng gia đình. Dù ở những cường vị rất cao, nhưng mỗi lần về quê, gặp bạn bè, làng xóm, anh Trọng vẫn giữ nguyên nét giản dị, mộc mạc và rất tình cảm. Những câu chuyện về thời niên thiếu vượt khó học tập của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được lưu giữ tại trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều ngày nay. Nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, đồng thời cũng là cựu học sinh của trường, học sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 4 khóa, kể. Trong suốt 28 năm làm nhà giáo tại trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều và được phân công phụ trách phòng truyền thống của trường và tổ chức các lễ kỷ niệm 30 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm thành lập trường, vì vậy được gặp gỡ rất nhiều thế hệ giáo viên, nhân viên, học sinh, được xem nhiều hình ảnh, tư liệu của trường. Ông vẫn nhớ nhiều câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một trong những câu chuyện mà nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại kể lại là vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quê ở Đông Anh nhưng lại đi học 6 năm tại trường Nguyễn Gia Thiều ở Gia Lâm từ năm 1957 đến năm 1963. Ông kể Lúc đó gần lại Đà, quê tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có trường trung học. Trường trung học Nguyễn Gia Thiều ở thị trấn Gia Lâm là trường gần nhất đón nhận học sinh từ lớp 5 đến lớp 7. Vì vậy, ngoài học sinh ở Gia Lâm, nhiều học sinh từ Đông Anh, Bắc Ninh, Hưng Yên đã theo học tại đây. Đến năm 1958, trường Nguyễn Gia Thiều thành trường phổ thông cấp 2, 3 vì có thêm lớp 8 và 9, thêm học sinh được chuyển từ khu Hoàn Kiếm và Ba Đình sang. Đến tháng 9 năm 1960, trường chính thức trở thành trường phổ thông cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, các lớp cấp 2 chuyển thành trường phổ thông cấp 2 Gia Lâm. Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã học 3 năm cấp 2 từ năm 1957 đến năm 1960 và 3 năm cấp 3 lớp 8B, 9B, 10B từ năm 1960 đến năm 1963 tại trường Nguyễn Gia Thiều theo ông và các bạn đồng khóa kể lại đó là những ngày tháng vượt mọi khó khăn thiếu thốn để quyết tâm học tốt từ nhà ông đến trường rất xa và chỉ có thể đi bộ từ thôn lại đà đến bến đò đông trù để sang bắc cầu ngọc thụy gia lâm rồi lại đi bộ theo đê sông hồng để vào thị trấn gia lâm tới trường nguyễn gia thiều đường xa nên ông và các bạn đã chọn học tại nhà dân quanh khu vực trường để thêm thời gian học những năm đó đời sống nhân dân rất khó khăn thiếu thốn nhất là vùng nông thôn. Vì thế cuộc sống của học sinh trọ học lại càng vất vả. Trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập và được tập thể tín nhiệm bầu làm lớp trưởng rồi bí thư tri đoàn. Thầy giáo Lê Đức Giảng, chủ nhiệm lớp 9B khi trò chuyện với tôi đã nói Anh Trọng khi đi học đã là người học sinh gương mẫu trong học tập cũng như trong công tác lớp, tri đoàn và được bạn bè yêu mến. Anh Trọng là người học trò đã để lại cho tôi những ấn tượng rất đẹp về lứa học sinh đầu tiên của trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại kể lại như vậy. Lại tiếp câu chuyện thứ hai về người tiền bối khóa trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại kể. Trong 10 năm bậc học phổ thông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hẳn 6 năm gắn bó với trường Nguyễn Gia Thiều, vì vậy có rất nhiều cảm xúc trong năm học cuối cùng. Tổng Bí thư đã viết một số bài thơ trong thuở học trò, nhưng đây là ba bài tâm đắc nhất trong năm học cuối cùng tại trường năm 1962 1963 mấy chục năm sau tổng bí thư đã tự tay chép lại để tặng nhà trường các thầy cô bạn đồng khóa đồng môn bài thứ nhất năm cuối cùng của đời học phổ thông được viết vào tháng 9 năm 1962 trong dịp khai giảng năm học 1962 1963 bài này khá nổi tiếng vì tháng 11 năm 2020 khi về trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều dự lễ kỷ niệm thành lập trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trích đọc bài thơ trong phát biểu chúc mừng trường. Bài thứ hai Mùa hoa phượng viết trong những ngày cuối năm học 1962-1963 và đăng trên bích báo báo tường cũng mang tên Mùa hoa phượng của lớp 10B. Sau đó bích báo dự thi đạt giải thưởng của trường. Bài thứ ba Nhớ trường viết tháng 11 năm 1963 sau khi ra trường vài tháng và như Tổng Bí Thư ghi chú trong một đêm trăng ra giết nỗi nhớ. Cuối khổ thơ thứ hai là câu Xa mái trường và xa dãy phi lao. Trong những lần về thăm trường, Tổng Bí Thư đều nhắc kỷ niệm về những dãy phi lao trong sân trường. Dãy phi lao đã bị chặt vào đầu thập niên 1980 và thay bằng hàng cây xa cừ. Ngày nay, những câu chuyện, hình ảnh về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều lưu giữ cẩn thận và kể lại với các thế hệ học trò để truyền lửa và giáo dục các em về lý tưởng sống, cách sống